Samsung QLED TV Q70C hay là LED lens Full Frame 65C745 của TCL. Hai cái mã hàng này thì chênh nhau bao nhiêu tiền, và cái vượt trội và công nghệ màn hình, chip xử lý cũng như trải nghiệm của người dùng thì lên mua cái sản phẩm nào? Đầu tháng 12 thì Samsung QLED Q70C, mã hàng mới trong năm 2023, có cái nhịp giảm và vẫn còn khá cao, bán với giá nhỉnh 17 triệu. 65 inch chiều dài, màn hình là 1m45. Và hiện tại thì đây là cái phiên bản thay thế cho con Q70B của năm trước. Năm nay thì về cơ bản thì Samsung chỉ đổi là cái tên thôi, ký hiệu chuyển từ B thành C. Và với cái mẫu hàng TV trong năm mới này thì có thêm cái trợ lý ảo Bixby. Trợ lý ảo có thể tìm kiếm bằng tiếng Việt đối với các nội dung trên YouTube hay là tìm kiếm ngay từ bên ngoài màn hình. Tuy nhiên thì cái nội dung của buổi hôm nay quay để các bác xem ấy, thì đó là so sánh với cả con LED lens Full Frame, so sánh từ công nghệ màn hình, chip xử lý cho tới chất lượng, cái độ tương phản, độ sáng của màn hình hay là gì liên quan tới cái việc trải nghiệm của người dùng hàng ngày. Thì giá thành nhỉnh 17 tại thời hiện tại thì đây vẫn sẽ là mẫu TV mà nếu các bác nào đang quan tâm thì có thể là sẽ tiếp tục chờ những chương trình giảm giá tiếp theo để có thể mua được với cái giá tốt nhất. Tuy nhiên thì cái mẫu TV mà các bác muốn so sánh ấy, thì đặc thù từ cái công nghệ màn hình cho tới chip xử lý hay là cái trải nghiệm thì C745 vẫn vượt trội hơn. QLED TV 4K nó là mẫu mới trong năm 2023 mà TCL ra mắt, cao hơn thì chỉ còn một mẫu, đó là dòng C845 dòng Mi LED thôi. Còn đối với Q70 thì trên đó sẽ còn rất là nhiều các mã hàng khác nữa. Phân khúc LED lens Full Array C745 thì sẽ có một số các đặc điểm vượt trội hơn so với cả con Q70C. Đầu tiên thì các bác cùng quan sát cái màu đỏ của cánh hoa cũng như là màu đen bao xung quanh không gian. Với cái công nghệ LED lens Full Array kiểm soát đèn lens cục bộ, công nghệ LED lens này thì cái độ sâu của màu đen, độ thể hiện của các cái chi tiết màu sáng trong khung nền tối thì nó sẽ rõ, nó sẽ trong và sắc nét cũng như là chi tiết hơn. Trên C745 thì có độ sáng rất là tốt, con này đạt độ sáng tới 1000 lít, và hiện tại thì Q70 của Samsung thì đang có cái độ sáng chỉ đạt khoảng từ 7 cho tới 800 lít thôi. Hai cái mẫu này thì khác biệt hoàn toàn về công nghệ màn hình. Q70 thì nó sử dụng công nghệ LED viền, bố trí hệ thống các bóng đèn LED đặt tại bên sườn và vùng cạnh, và cái công nghệ đó thì nó sẽ có cái chi phí cũng như cái giá thành nó sẽ rẻ hơn so với cả công nghệ LED lens cao cấp này. Màn hình của C745 với cái độ sáng 1000 lít thì cho cái độ sắc nét, độ tương phản rất là tốt. Chip xử lý IPQ thế hệ thứ 3 nó cũng có cái tác dụng xử lý từ cái hiển thị, nâng cấp các nguồn tín hiệu từ những cái nguồn tín hiệu thấp lên những cái độ phân giải nó cao hơn cho cái thể hiện sắc nét và mịn màng hơn. Cái trải nghiệm hiện tại thì nếu bản thân em, quan điểm cá nhân của em nhé, thì xem những dòng TV LED lens chẳng như Q8 hay X90 hay C745 thì cái hiển thị khi mà trải nghiệm những bộ phim bom tấn, phim chiếu rạp ấy, xem những khung hình có nhiều cái cảnh đen, cảnh màu đêm ấy, thì trên cái màn hình nó LED lens nó sẽ đẹp hơn. Tại sao khi mà các bác xem những đoạn demo trên những dòng LED lens như của Q8 hay là X9 của Sony hay là Samsung hay là cả C745 nữa, thì sẽ thấy rất là nhiều những cái đoạn video có cái sự tương phản rõ rệt giữa màu sáng và màu tối. Quay trở lại thiết kế ở bên ngoài thì hai thằng này thì đều có thiết kế là gần như là tràn viền, và C745 thì nó là viền kim loại màu đen bóng chứ không phải là viền nhựa giống như trên con Q70 của Samsung. Cũng có thiết kế chân đế tại vị trí chính giữa, nên là các bác nào mà để kệ thì cũng không quá lo lắng nếu mà mặt kệ nó không đủ kích thước, không đủ chiều dài để có thể là để kệ với cái kiểu chân đế chống hai đầu. Hai thằng thì đều có cái đặc điểm là chân đế vị trí trung tâm. Màn hình 65 inch thì cùng kích thước 1m45,
phù hợp cho các khung hình, có độ phân giải cao, cái khoảng cách xem để người dùng có thể trải nghiệm 65 thì từ 3m là các bác đã sử dụng được 65 inch rồi. Và hiện tại thì vượt trội về giá, với cái giá bán độc quyền tại Ecomart đang bán với giá nhỉnh 14 thì trên thị trường hiện tại thì sẽ không có đơn vị nào có cái giá tốt như cái mã hàng C645 này cả. Hãy cùng em trải nghiệm qua về các cái tương tác mà liên quan tới trải nghiệm của người dùng hàng ngày. Đi kèm thì sẽ có một cái điều khiển thông minh. Các bác sử dụng C745 thì rất là dễ để có thể trải nghiệm, quan sát, dùng các ứng dụng xem phim, xem truyền hình cơ bản. Trên Q70 hay là C745 thì đều có cái tập trung tại màn hình trang chủ. Người dùng có thể dễ dàng quan sát. Nhưng giao diện của Google trang bị ở trên cái màn hình của con C745 này thì nó sẽ xịn sò hơn. Có thể tải thêm được nhiều ứng dụng khác nhau trong kho ứng dụng của TV. Từ những ứng dụng xem truyền hình, xem phim, xem thể thao cho tới các ứng dụng xem bóng đá, nghe nhạc, trải nghiệm trực tuyến, hay các bác muốn là tải thêm game thì trên cái hệ điều hành Android hay là Google TV con C745 này thì cũng rất là nhiều game khác nhau, có thể kết hợp từ điện thoại, kết hợp chơi cùng TV, hay là các bác sử dụng điều khiển của TV là đã có thể là chơi, trải nghiệm những trò chơi vô cùng đa dạng và thú vị này. Màn hình của C745 thì mọi người cũng có thể sắp xếp được vị trí của các ứng dụng. Các bác không muốn xem cái ứng dụng nào thì có thể xóa nó đi, bỏ nó đi hoặc sắp xếp vị trí, đưa nó lên đầu hoặc dồn nó xuống cuối thì cũng rất là đơn giản. Đấy, bằng cách sử dụng điều khiển. Trải nghiệm liên quan tới cái độ mượt mà, liên quan tới cái kết quả tìm kiếm hàng ngày thì rất là quan trọng. Đấy, các bác có thể tìm kiếm trực tiếp bằng câu lệnh, không cần cầm điều khiển. Đứng trước TV, không cần cầm điều khiển. Và với cái câu lệnh tìm kiếm giọng nói đơn thuần là ra lệnh cho TV thực hiện ấy, thì trên C745 nó có độ mượt mà, nó xếp top trên thị trường hiện tại. Ok Google, dự báo thời tiết ngày hôm nay. Đây là cái vượt trội của trợ lý ảo Google Assistant trên cái mã hàng C745 của 2023 này. Em vừa đọc câu lệnh phát thì TV ngay lập tức nó bắt câu lệnh, không cần phải mất quá nhiều thời gian để sử dụng điều khiển, bấm từng ký tự để có thể là chọn lựa cái nội dung. Cái khả năng kết nối các thiết bị ngoại vi thì Q70 hay là C745 cùng là 19110, cùng có thể là trình chiếu nội dung từ điện thoại, trực tiếp từ màn hình của iPhone, của các thiết bị Apple, hay là từ nội dung của laptop hay là máy tính để bàn mà không cần phải cắm dây. Hai thằng này thì nó ngang nhau về cái khả năng kết nối các thiết bị từ bên ngoài trình chiếu lên để phục vụ nhu cầu chơi game hay là giảng dạy hoặc là hội họp. Cùng có thời gian bảo hành chính hãng hay làm tại nhà và xuất xứ đều là Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái dịch vụ bảo hành cũng như là cái chi phí thay thế sửa chữa thì trên C745 nó sẽ vượt trội hơn. TCL thì hiện tại cũng đang có sản xuất màn hình, cung cấp cho rất là nhiều các nhãn TV đang bán ở trên thị trường. Các bác hình dung là nhiều hãng thì sẽ nhờ TCL họ sản xuất màn, sau đó thì họ nhập màn và đóng logo, chạy ứng dụng thì để có thể phân phối bán trên thị trường. Tại thị trường châu Âu thì TCL được lựa chọn khá là nhiều. Các bác nhìn này, đây là những cái buổi tập huấn trong năm 2023 của các kỹ sư chuyên linh về các kỹ thuật lắp đặt hay sửa chữa liên quan tới sản phẩm ở châu Âu. Với cái mã nhãn hàng mà TCL ra mắt trong năm 2023 thì C745 thì được xếp vào phân khúc là cận cao cấp. Dòng cao cấp nhất là dòng Mi LED với công nghệ bóng đèn LED siêu nhỏ. Tuy nhiên thì cấu hình chip xử lý thì nó cũng tương đồng y hệt như con C745, chỉ khác về là gì, Mi LED thì nó sẽ trang bị nhiều hệ thống bóng đèn LED hơn, bởi vì bóng đèn ở trên TV Mi LED thì nó sẽ nhỏ bằng 1/40 so với cả bóng đèn LED thường, nên là độ sáng trên con Mi LED nó có thể vượt trội hơn một chút so với cả C745. Nhưng với giá thành mà nhỉnh 14 triệu hiện tại thì sẽ không có lựa chọn nào tốt như cái mã hàng này cả. Chip xử lý mạnh mẽ, ngoài việc nó xử lý cái hiển thị của các cái chi tiết thể hiện trên màn hình cho độ tương phản cao, nó còn giúp cho quá trình người dùng trải nghiệm các ứng dụng, chạy các chương trình để phục vụ nhu cầu xem giải trí. Muốn xem phim trực tuyến thì đơn thuần là tải các ứng dụng này về. Và với cái con chip mạnh này ấy, thì C745 sẽ cho các bác cái trải nghiệm lựa chọn các cái nội dung tìm kiếm giống y hệt như các bác đang trải nghiệm ở trên màn hình máy tính hay là laptop vậy. Cái clip này thì em cập nhật lại để các bác có thể lắm được về cái nhịp giảm giá rất là sâu, cũng như so sánh chi tiết giữa hai cái mã hàng.
để có thể là đưa ra cái quyết định cuối cùng là mua cái mã hàng nào tốt. Mọi thông tin thì các bác cần hỗ trợ thì có thể điện về hotline 0974178586 hoặc truy cập website ecomart bên em để được hỗ trợ thêm các bác nhé. Cảm ơn các bác.